Bác sĩ ơi, cho em hỏi là chị Plasma Laser có bị vô sinh không ạ? Có gì vô sinh? Có gì vô sinh? Việt Long á là làm ở vùng bên ngoài mà đâu có can thiệp gì ở phía bên trong đâu, không hề gây vô sinh nha. Vậy Việt Long có bị lây bệnh xã hội không bác sĩ? Ngày xưa thì có thể có, hoặc là những cái đơn vị mà người ta không có vệ sinh kỹ bằng những cái dung dịch tiệt khuẩn cho những cái đầu thấu kính á, thì còn có khả năng. Nhưng mà tại Benzilia thì cái quy trình vệ sinh an toàn á, trong cái điều trị á, là được đưa lên hàng đầu, cho nên thường á, là những cái đầu tiếp á, là sẽ được vệ sinh rất là kỹ. Và kể cả là khi mà làm cái vùng triệt lông á, thì các bạn cũng vệ sinh luôn cho khách hàng. Và những cái quy trình mà đảm bảo kỹ thuật vô trùng nè, và đảm bảo tránh lây nhiễm chéo là cái yếu tố đầu tiên trong cái quá trình triệt lông, cho nên không có cái việc mà bị lây nhiễm. Bản thân em kịp lâm so với nhìn nó bị đổi trọng với bác sĩ. Mình hơi kỳ sĩ với bác sĩ có thể giúp em. Với cái cảm giác đó thì chỉ có nước là chúng ta sẽ đặt vấn đề với cái chuyên viên triệt lông là mình muốn tạo ra hình dạng gì, ví dụ như đồi không trọc, hoặc là chúng ta có thể là triệt theo hình dạng sở thích mong muốn đó, thì nó cũng có những cái kiểu tạo hình. Hoặc là chúng ta có thể là triệt theo kiểu là không triệt triệt để quá mà triệt nó hơi còn một vài cây xanh một tí đó, thì chúng ta cứ đặt vấn đề với kỹ thuật viên là kỹ thuật viên sẽ triệt cho chúng ta theo như mong đợi của chúng ta thôi. Vợ em kịp làm xong về với chồng em chê và không đụng tới em luôn với bác sĩ ơi. Chồng em bị kiểu chắc là kiểu ở dưới quê quen đi vô rừng quen, chứ không quen đi ra dạng đường lộ đúng không? Cho nên thấy hoang mang, thì chắc là do là khai hoang mà giải phóng mặt bằng không không được gọi là gì thông báo trước, cho nên chồng em hơi bất ngờ. Thôi từ 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 chồng em quen. Còn lại là có những chị em hay nói bác sĩ là chồng em thức dậy á, trời ơi vậy là chắc chồng em chưa có thấy là những kiểu xinh đẹp khi mà được khai phóng mặt bằng, thì bây giờ mình thử đi, còn thử không được mà chồng em vẫn không thích thì bản thân em thích là cũng được ha. Còn mà kiểu mình yêu chồng, mình chiều chồng quá thì thôi mình nuôi nó lại, cây mà mọc mấy hồi.